Mến chào quý anh em và bà con cô bác nha. Hôm nay bên em vừa về một cái con máy Kubota D782. D782. Con này thì ngoại hình nói chung không biết nói làm sao nữa. Cái này nó quá xuất sắc luôn. Tự ngon tắt điện với dàn chút ngắp láp thì hình như em chưa thấy con chỗ nào mà chốc chạy ở trên đó bà con. Cái này không có sơn nha bà con. Đặc biệt là không sơn gì nha, không gam đâu gì bất cứ gì nha. Hứa bảo đảm với bà con luôn, cái này em mới vừa xịt nước thôi nè. Quý con thấy nước đang chảy nè, thấy không? Chưa xịt dầu nha. Máy này tình trạng là cực kỳ đẹp xuất sắc luôn nha. Máy này mà bà con cô bác nào, anh chị nào mà có máy nào đẹp hơn máy này nữa mang tới đây em xin để bà con cô bác vợ chồng anh chị là một chầu bi ôm 3 ngày 3 đêm luôn. Đó, máy mới chưa? Quá xịn sợ luôn. Cái cánh quạt gió ha, còn mới chỗ này nè. Đó, bây giờ gài xuống từ từ dưới ha. Còn chị bấm nguyên luôn nha bà con. Nè. Còn chị đồ đầy đủ hết trơn nha. Này chưa có mở ra bất cứ gì chưa nha. Máy này mới xịt nước ra mà nó còn đẹp cỡ này rồi, mà nếu mà nó thịt dầu nó đẹp nữa bà con. Đây, không nhận trên nha. 782. Chưa có miếng màu chỗ nào là bong chóc luôn nha bà con. Cái này là chạy sức nhẹ chứ không phải là nó nổ nha. Cái này do vận chuyển nè. Nè, bà con thấy chưa? Chỉ hồi nhẹ phần mấy lần này thôi, còn mấy chỗ khác không, hoàn toàn không chốc chỗ nào luôn nha. Bà con cô bác nếu mà nhìn thấy chút khói này là cũng hiểu là cái máy này tình trạng như thế nào rồi. Không cần nổ luôn á. Nè, bơm đó nè. Chờ chút nền. Máy này cực kỳ xuất sắc luôn nha. Đẹp len gan cây sờ ben luôn. Đây, tắt điện đó nè. Chốt rất là mới luôn nha, bà con nào nhu cầu thì hút nhanh cái con này nha. Gửi gãy quá xuất sắc luôn. À, này dây đề đó nè. Máy này quá xuất sắc luôn. Thêm một chút khói đó nha. Đó. 78 nè. Đề nó quá trời mới luôn. Anh chị nào mà kiếm con máy nào mới hơn con này nữa thì anh chị dẫn vợ chồng lại đây em để một chậu bi ôm luôn. Con này thì mới không còn nào nó cho nó tả nữa nha. Con này thì thường thường nó dòng tua nó thường 3.600 bà cho bà con. Chút nền nữa. Còn dây điện này đủ hết trơn nè. À, bà con thấy chưa? Có dầm dầm nha. Khói nó đang mung cột chốt, khói nó vàng khè lửa thật thật luôn. Nói chung con này, con máy này xuất sắc lắm nha. Cái vàng vu ly nó mà nó chưa có nổ luôn á. Nè. Chưa có miếng nổ nào xét luôn nè. Bà con thấy chưa? À, sáng nay sương quá làm cái camera hơi mờ mờ, lấy nét thì hoài đó bà con thấy chưa, quá đẹp cho một con máy luôn nha. Dàn Kubota 782 bơm này. Quá đẹp như con máy luôn nha. Bà con cô bác nào nhu cầu sử dụng thích thì điện em hút liền con này nha. Con này thì không phải dễ kiếm đâu. Nè, chút rất là mới. Cực kỳ mới luôn nha. Mới từ đầu đến cuối luôn á.
Con này chỉ cái nhược điểm cho nó là nó bị đây nè, chỗ cái ống dầu nhẹ chỗ này thôi nha. Đó. Chỉ đằng này thôi, nhẹ đây nè. Chỉ cái tem này nó hơi bị nhẹ chỗ này thôi. Đó, mà con thấy chưa? Cái này còn hoàn toàn ở chỗ khác, không có chỗ nào chốc chạy hết trơn nha. Không có chỗ nào luôn. Hứa bà con luôn, không chỗ nào chốc chạy. Đây là nguyên zin nha, không có sơn nha. Cắt máy xuống là không có sơn, không gì hết. Còn nguyên bại luôn. Sáng nay sương quá, camera hơi mờ. Đó. Rồi. Quá đẹp cho một con máy Kubota 782. Quý anh em bà con cô bác nào nhu cầu sử dụng cá lưu liên hệ em, số điện thoại là 0918782120 nha. Bên em là YouTube Xưởng Tiện Khánh Xuyên. Rồi xin cảm ơn quý cô bà con cô bác rất là nhiều ạ.